Các bạn đã từng nghe đến ma thần vòng hay chưa? Ma thần vòng hay ma thắt cổ, có nơi gọi là ải chành, là một loại ma rất hay được nhắc đến trong những câu chuyện dân gian của người Việt Nam. Loài ma này vô cùng độc địa và nguy hiểm vì nó là loài ma chết vì thắt cổ tự tử. Dân gian quan niệm rằng con người khi chết đi luôn chút hơi thở cuối cùng để thanh thản ra đi thì họ mới có thể buông bỏ được những oán niệm và những sân si của cuộc đời để đi vào cõi luân hồi. Phàm là những người không thể chút hơi thở cuối cùng khi chết, trong lòng tất sẽ mang nhiều oán hận. Chẳng hạn như tai nạn do chẹt xe, tai nạn giao thông hoặc là bất đắc kỳ tử, hoặc bị hại chết, thì những nơi đó thường hình thành những cái rớp rất là đen đủi. Tại vì người chết không thể đi đầu thai cõi khác được, mà cứ luôn luôn phải bám ở lại cái chỗ mình đã mất để gây tai nạn hoặc dụ dỗ người khác chết thay thế chỗ cho mình. Loại ma thần vòng cũng thế, khi người ta treo cổ, lúc chết bị ngạt thở, oán khí trong người càng nhiều và chết cũng rất đau đớn, co quắp, không sao thở được, nên cũng thành một cái rớp chuyên đi dụ người thắt cổ. Đó chính là nguồn cơn sinh ra cái loại ma độc địa này, ma thần vòng. Trước tiên mình xin gửi lời cảm ơn tới tất cả các bạn khán thính giả gần xa đã yêu mến kênh Cô Bé Hà Nội. Không hiểu vì sao ấy, mình lại rất là có nhân duyên với các bạn nam nha. Và đa số những cái câu chuyện được gửi về đều là từ các bạn thính giả nam. Câu chuyện này cũng vậy, mình đã nhận được từ tháng trước rồi, nhưng mà đến hôm nay mới có dịp lên sóng. Có một bạn thính giả người gốc Bắc Giang, vì anh ấy biết mình kể chuyện ma trên TikTok nên là anh đã nhắn tin cho mình muốn chia sẻ một câu chuyện xảy ra ở chính quê của anh ấy. Thì mình cũng vui vẻ và ngồi nghe anh kể qua điện thoại. Anh này tên là Duy, hiện đang làm môi giới bất động sản. Anh nói là cái hồi năm 2007, lúc đó thì anh học cấp 2. Hồi ấy chưa có điện thoại di động thông minh như bây giờ đâu, mà chủ yếu là điện thoại cục gạch và liên lạc với nhau qua máy bàn. Trong họ nhà Duy thì có một ông tên là Cường, năm đấy ông ấy khoảng 54 tuổi rồi. Ông Cường có một chị con gái tên là Ngọc, năm đó đang là sinh viên năm tư của một trường đại học trên Hà Nội. Hồi đó nhà ông Cường giàu nhất trong làng, trong họ thì lại còn rất có tiếng nói nữa. Ngày xưa ông Cường này đi Nga buôn đồ quần áo bên chợ, trúng được một mẻ khá đậm nên mới ôm tiền về Việt Nam xây nhà. Bà vợ ở nhà cũng ăn trắng mặt trơn, các con nhờ thế mà sung túc. Nhưng một thời gian khi ông Cường xây xong nhà và lại rất có tiền thì bèn thay đổi tính nết, khinh thường anh em họ hàng và rất ít khi chơi bời quan hệ với ai. Thời đó người làng Duy mới có vài cái ngôi nhà xây được, nhà một tầng thôi mà còn phải đi làm ruộng rất là nhiều, thì ông Cường đã xây được nhà to 3 tầng rồi, tậu mấy miếng đất để chờ lên giá sau này. Các con thì dùng điện thoại Nokia đời mới, chị Ngọc thì được cho đi học đại học. Trên chị Ngọc còn có một anh con trai nữa, nhưng anh này đã mất nên mình không tiện nêu tên. Anh này thì khác hẳn chị Ngọc, được bố mua cho xe máy mới, đi suốt ngày, sau đấy dính vào nghiện hút cờ bạc. Đành phải về xin tiền bố mẹ, không chịu buôn bán, kinh doanh hay làm ăn gì cả. Ông Cường không dạy được con, xấu hổ với anh em trong họ, nên nhiều lần chửi rủa anh con trai rất thậm tệ. Đến một hôm mẹ thì anh này bị sốc thuốc, chết ở trong phòng không ai biết. Khi ông Cường lên kiểm tra thì anh này đã tử vong rồi. Tuy mắng con như vậy, nhưng của đau con sót, ông chán nản lắm, mới sinh ra cái tật rượu chè, rồi một mình ôm hai bảng lô đề trong làng, nên cái cánh bài bạc con nợ đến nhà ông ghi rất là đông. Ban đầu thì ông Cường lãi rất là nhiều tiền, mà lại còn cả những bọn ở xã khác đến chơi nữa. Có lần bố mẹ của Duy đến vay tiền để sửa nhà, nhưng ông Cường bắt phải lấy lãi hơn ngân hàng gấp 3 lần, thành ra bố mẹ anh Duy không dám vay nữa. Không biết có phải do ăn ở hay không, nhưng cho đến một hôm, hàng xóm thấy rất nhiều người đổ xô đến nhà ông Cường để lấy tiền. Vì hôm ấy có rất nhiều người trúng lô đề, khiến cho ông Cường phải méo mặt. Khi này người ta mới vỡ lẽ là ông Cường này chỉ là người ghi hộ, chứ không phải là chủ cái bảng lô đấy. Hồi ấy tiền có giá ăn bây giờ rất là nhiều, khoảng 500-600 triệu là con số vô cùng to lớn ở nông thôn rồi. Ông Cường vét cả nhà cửa mới đủ trả cho mỗi người một ít cầm tạm, rồi phải bán cả đất để xoay. Và sau cái lần đấy, ông Cường bỏ nghề ghi lô đề luôn, còn một ít vốn thì ông bỏ tiền đi buôn pháo hoa dịp Tết. Đang ăn nên làm ra, chuyến hàng cuối cùng xe hàng của ông lại bị bắt ở cửa khẩu. Bao nhiêu vốn liếng vay mượn cũng theo đó mà bay sạch. Từ đấy ông Cường từ một tay giàu có thành ra sạt nghiệp, không dám ngẩng mặt lên để nhìn đời. Sau lần đó độ 2 tháng thì họ hàng thấy ông Cường hay đi đến thăm hỏi các nhà trong họ, rất niềm nở hơn là cái lúc có tiền. Người quê sống tình cảm nên là họ cũng không chấp nhận, anh em thì vẫn là anh em. Bỗng một thời gian sau đó, anh Duy anh ấy kể là hồi anh đang ngủ thì có người chạy sang đập cổng. Lúc này cả nhà mới dậy chạy ra xem là ai, thì hóa ra là một anh trong họ hớt hải đến thông báo: cô chú sang ngay nhà ông Cường đi, ông thắt cổ chết trong nhà rồi. Thì lúc này cả nhà anh Duy sợ quá mới chạy sang xem, thì người ta vừa mới kéo xác ông Cường hạ xuống đất, mặt ông Cường tím bầm lại, lưỡi lẻ ra trông rất là dài. Một lúc sau thì công an mới đến khám nghiệm tử thi, thấy không có gì khả nghi nên là họ mới cho gia đình làm lễ an táng. Và trong cái đám tang ông Cường thì bố của anh Duy với một ông trong họ thay nhau lau thi thể để tẩm liệm, vì con trai ông Cường đã mất rồi. Bố anh Duy sau này về nhà mới kể lại là lúc mà bố anh ấy cố đẩy cái lưỡi của ông Cường vào ấy, nhưng không sao mà đẩy vào được. Cái lưỡi cố gắng nhét kiểu gì nó cũng vẫn thè ra một cái đoạn nhìn trông rất là ghê.
Khuôn mặt ông thì đen xì, bầm toàn là máu sưng phù hết cả lên tai, và mũi thì chảy ra màu đen với cả dịch vàng, mùi hôi vô cùng. Bố anh Duy với bác kia phải đeo khẩu trang, còn nhét bấy lượt bông ở mũi thì mới bớt được cái mùi gây gây của người chết. Lúc tẩm liệm xong đặt thi thể lên giường cùng với ảnh thờ và bát cơm thì chẳng may cái tấm khăn màu vàng lên mặt nó bay ra rơi xuống đất. Tấm ảnh thờ của ông ấy tự nhiên đổ ụp xuống, hất đổ cả bát cơm quả trứng cúng bên cạnh. Mắt ông Cường lúc nãy vừa vuốt xuống được, giờ lại mở lên trừng trừng, nhìn mọi người trông rất là ghê rợn, dọa cho bố anh Duy với ông bác kia hãi quá chạy cả ra ngoài. Cái lúc này chị Ngọc con của ông Cường mới từ ngoài chạy vào, ôm xác của bố mà khóc nức nở. Theo anh Duy nói là cái tục lệ ở quê lúc ấy á, là người chết, đặc biệt là những cái người mà chết tự tử, là không được để cho người thân rơi nước mắt hay dính vào thi thể người đã khuất. Điều này nó là cái điều cấm kỵ. Nhưng chị Ngọc khi mà lao vào ôm xác của bố ấy, thì không ai cản nổi. Nên là cái lúc người ta lôi được chị ra ấy, thì một cụ nhét vào miệng ông Cường một đồng tiền và nhét lưỡi vào thì cái chiếc lưỡi mới thụt vào được nhá. Khi này cái ông cụ mà giàu kinh nghiệm ở trong làng ấy cũng đặt lên mắt ông Cường hai cái lá bưởi rồi vuốt nhẹ nhàng cho mắt ông nhắm lại thì mới nhập quan được. Duy còn kể là lúc mà anh ấy sang đó phụ đám tang còn thấy trong nhà không khí nó lạnh lắm. Cùng với đó mấy cái con chim khứu đầu đen mà ông Cường nuôi với dậy nó treo ở trước cửa bắt đầu bay loạn xạ cả lên trong lồng, thì tự nhiên một con giả giọng tiếng người kêu lên mấy câu làm tất cả những người trong đám ma ai ai cũng kinh hãi. Và chính anh Duy lúc này cũng nghe thấy con khứu đầu đen nó kêu ba tiếng: Cương về, Cương về, Cương về. Sau khi con khứu nó kêu xong thì ba cái lồng chim rơi xuống đất vỡ tan, mấy con chim khứu đầu đen bay thẳng vào trong nhà vòng quanh quan tài của ông Cường, sau đấy nó đập đầu lên nắp của áo quan lại kêu lên: Cương về, Cương về. Mọi người trong họ sợ quá mới chạy lại đuổi mấy con chim đi. Thì tự nhiên cái bà mà đuổi mấy con chim khứu ấy mới kêu váng lên ôm mặt chạy ra ngoài. Người trong đám mới giữ lại hỏi thì bà ấy nói: Ôi dồi ôi, em đang đuổi mấy con chim khứu á, thì tự nhiên bị ai vả cho hai cái vào mặt đau lắm. Nhưng nhìn xung quanh thì thực sự là em không thấy có ai. Em hãi quá, em mới chạy ra đây. Mọi người trong đám ai cũng đinh đinh là có khi á, ông Cường về thật. Vì lúc còn sống, ông Cường cực kỳ nóng tính. Con cháu mà làm phật ý hoặc bực mình là ông bạt tay ngay tại chỗ. Nên anh Duy sợ lắm. Mỗi khi có ông Cường trong đám cỗ hoặc là vào nhà ông Cường hỏi mượn cái gì đấy, cái sự việc kỳ lạ này người làng và họ hàng nhà anh Duy đều thấy, nên ai cũng rất sợ, không dám vào trong nhìn mặt người quá cố lần cuối nữa. Và khi đó có quá nhiều chuyện xảy ra ở trong nhà ông Cường, thành ra họ hàng cũng không ai nhớ đến cái việc là phải đem cái sợi dây thừng mà người thắt cổ tự tử đi đốt. Mọi người ném cái sợi dây đó ở đâu đó trong vườn. Đám tang của ông Cường xong xuôi rồi, giờ chỉ còn bà vợ với chị Ngọc trong nhà. Tuy sợ nhưng thương bố nên nhờ anh em trong họ thay nhau đến ngủ chơi với ngủ lại để cho nhà đỡ vắng. Mấy người đến nhà ông Cường ngủ lại cùng với vợ con ông Cường bảo là trong cái phòng bếp chỗ ông Cường thắt cổ ấy, đêm đến họ còn nghe cái tiếng dép đi lại bên trong loẹt quẹt, loẹt quẹt. Xong lại còn nghe tiếng bát đũa lạo xạo, tiếng uống nước, nên ai đến ngủ cũng chỉ đồng thôn thì sợ không dám sang nữa, nên lại phái người khác sang thay. Bà vợ ông Cường lúc này mới sợ quá, bèn rủ mấy chị em đi xem bói, thì trong số đó lại có mẹ của anh Duy. Đến nơi xem ấy thì thầy nói là cái ông này này, ông ấy chết oan nếu không đi đâu cả. Không đi xuống âm phủ được mà cũng không nhập quan được. Cứ luẩn quẩn ở trong nhà để bắt con cháu đấy. Cái người nào ấy khi sống mà giữ là chết đi mà cũng giữ vô cùng. Vì á, là nhà chị lúc mà gỡ ông ấy xuống và tẩm liệm thì tôi đã thấy là nhà chị quên làm cái gì đó. Thành ra hồn cái người này không đi đầu thai được đâu mà phải ở lại đây. Nghe thầy nói như vậy thì bà vợ ông Cường sợ lắm. Muốn nhờ thầy xem cách gì không. Ông thầy cũng dâng sớ giải hạn rồi cho bùa về dán ở trong nhà thì không còn thấy ông Cường hiện ra hay đi lại trong nhà nữa. Bà vợ ông Cường lúc này có phần yên tâm. Thì bẵng đi một thời gian, anh em đến nhà thăm hỏi cũng thưa dần. Bà vợ ông Cường cũng không dám ở nhà ngủ buổi tối mà chỉ dám ở đó ban ngày. Cứ đến ban tối là lại về nhà mẹ đẻ ngủ nhờ. Còn chị Ngọc vì thương bố quá nên ngày nào cũng khóc lên khóc xuống, không học hành gì được. Đến cuối kỳ năm thứ tư của đại học thì không học hành tử tế nên chị Ngọc bị trượt mất hai môn, không đủ điều kiện để ra trường. Vừa mất bố vừa không ra được trường đúng hạn, chị rất là buồn. Chị về nghỉ hè nhưng cứ đêm đêm lại khóc. Và một thời gian sau chị Ngọc phát hiện là mẹ có một cái người đàn ông khác ở bên ngoài. Tuy bố mất cũng được một thời gian rồi nhưng bản thân chị không chấp nhận cho mẹ có bạn trai. Và nói chung là chị rất là giận mẹ, khuyên mẹ nhiều lần không được, còn bị mẹ mắng mày là cái đồ mất dạy, nên chị càng buồn. Hôm đấy anh Duy có sang chơi, vì hồi xưa là hai anh chị này rất là quý mến nhau. Anh kể là hôm ấy thấy chị mắt đỏ hoe đang quét sân thì thấy người sang chơi, chị mới đem hoa quả ra mời ăn. Lúc mà ngồi ăn ở ngoài sân ấy thì anh ấy có nhìn vào trong nhà, chỗ phòng bếp. Vì cái lúc đấy không bật đèn, trời khá tối,
Anh ấy thấy loáng thoáng có người đi lại bên trong nhà nhá, rồi thấy có cái bóng đen xì ngồi cái ghế tựa trong bếp. Lúc này anh Duy anh mới giật mình hỏi chị Ngọc là: ô thế chị Ngọc ơi, nhà chị có ai ở trong nhà không chị? Thì chị Ngọc bảo là: không, làm gì có ai, có mỗi chị ở nhà thôi, mẹ chị lại đi chơi mất rồi. Cái câu nói này làm cho anh Duy sợ quá, giật mình vì biết chắc chắn anh ấy vừa nhìn thấy cái gì rồi. Lúc này anh Duy anh hãi lắm, anh ấy nói linh tinh một hồi rồi anh kiếm bài chuồn về nhà, không dám sang nhà chị Ngọc chơi nữa. Và cho đến gần hết một tháng hè, lúc này thì anh Duy có sang chơi mấy lần nữa, nhưng mà cũng chỉ dám đứng cổng để nói chuyện thôi. Và anh Duy cùng với cả một cái đứa em qua nhà thì thấy chị Ngọc mặt rất tươi tỉnh, còn đang quét sân quét nhà sạch sẽ, sau đấy còn mang đồ ăn ra cho anh Duy với đứa em kia ăn cơ. Hôm đó kỳ lạ là chị còn nhờ anh Duy với cả đứa em của anh ấy ra vườn hái giúp chị ít lá bổ kết để chị gội đầu. Còn chị vừa vào nhà sắp xếp quần áo để còn mai đi Hà Nội. Lúc đi vào thì chị Ngọc tay còn cầm theo một cái ghế đầu. Anh Duy anh ấy cũng không suy nghĩ gì nhiều đâu, anh ấy mới dẫn đứa em ra vườn chọc bổ kết với trời đó tầm 30 phút. Lúc mà hái bổ kết xong, anh Duy với em anh ấy mới xách bổ kết đi vào trong sân, thì anh ấy bỗng thấy cửa bếp với cửa chính nhà chị Ngọc đóng kín. Anh Duy có gọi mấy lần nhưng không ai thưa. Thấy cổng nhà chị Ngọc mở, anh Duy mới hô lớn lên là: chị Ngọc ơi, em để bổ kết ngoài hiên nhá. Nói xong, anh Duy với đứa em anh đi về, vì ở đấy một mình cũng cảm thấy đáng sợ lắm. Anh nghĩ là chắc chị Ngọc chị đi đâu thôi. Anh không dám vào trong vì anh sợ ma. Mà cả anh em đi về được khoảng 4 đến 5 tiếng, lúc ấy anh ấy nhớ là đang giờ ăn cơm chiều, thì mẹ của chị Ngọc đi chơi về, mở cửa ra, bỗng thấy chị đã thắt cổ chết ở dưới bếp, và đúng cái chỗ mà ông Cường thắt cổ khi xưa. Bà mẹ sợ lắm, bà ngã lăn ra đất, cố lắm mới bò được ra đường kêu cứu, vì lúc này chân tay bủn rủn không đứng dậy nữa rồi. Người làng họ hàng nhận tin chạy sang thì đã thấy chị Ngọc chết từ bao giờ không một ai biết. Anh Duy kể với mình là cái lúc mà anh nghe cái tin chị Ngọc chết ấy, thì anh bủn rủn chân tay. Họ hàng và người làng sang ấy nhìn cái sợi dây mà chị Ngọc chị thắt cổ ấy, thì nó chính là cái sợi dây mà ngày xưa ông Cường dùng để thắt cổ. Cái sự việc này nó quá trùng hợp và quá ly kỳ. Gia đình mới bàn nhau là lên chùa, đưa chị lên chùa rồi mời sư thầy về để cúng hóa giải. Ngay khi sư thầy về ấy và nghe cái sự việc này, thầy mới bảo là gia đình phải hóa cái sợi dây treo cổ đi. Chính vì không đốt cái sợi dây này nên ma thần vòng không siêu thoát được. Cũng như là cái ngày mà ông Cường mất, chị Ngọc khóc để cho nước mắt rơi vào thi thể của bố, nên chị Ngọc mới bị bắt theo. Chứ nếu mà gia đình cẩn thận hơn và hiểu biết hơn thì đã không có cái cớ sự này rồi. Sau đấy họ nhà Duy còn mời thêm một ông thầy cúng nữa để về xem, thì ông này ông cũng nói y như là sư thầy trên chùa. Gia đình sau khi đưa chị Ngọc lên chùa rồi là mang cái nước phép về hát khắp nhà, chôn bùa ngoài mộ cùng với ở trong nhà, thì cái dớp thắt cổ mới hết. Nhưng mà cái ngôi nhà đó ấy, từ đó trở đi bỏ hoang không ai dám ở, nên cây cỏ tốt um tùm, chỉ thi thoảng có người trong họ đến dọn cỏ hộ mà thôi. Nếu mình nhớ không nhầm ấy, thì cách đây một thời gian mình đã chia sẻ một câu chuyện về ma thần vòng rồi. Thật sự đây là cái câu chuyện thứ hai về ma thần vòng mà mình thấy nó quá là ly kỳ và nó quá là giống nhau. Nếu mà các bạn có câu chuyện nào hay và có thật về tâm linh thì đừng ngại mà hãy email chia sẻ cho cô bé Hà Nội cùng được biết đấy nhá.